ro thấp lợi nhuận cao, là tại người ta nhìn từ cái thị hiện tại đến cái thị tương lai. Thế giá cổ phiếu là nó phản ánh tương lai của cổ phiếu đó. Thế rủi ro nó thấp lợi nhuận cao có nghĩa là chúng ta thấy tương lai rủi ro thấp, cái nội tại nó tăng mạnh, đó là rủi ro thấp lợi nhuận cao. Đó là cái điều cực kỳ quan trọng, và nó gần như là nó quan trọng nhất. Chẳng hạn VN Index vừa rồi về 1080 thì kiểu gì các bạn cũng mua bước 1, bước 2 gì đó, chứ các bạn không thể mua được. Các bạn đã mua bước 1, bước 2 gì đó, các bạn ít nhất các bạn mua được một phần cổ phiếu đó. Thì cái phần cổ phiếu các bạn mua đó, các bạn thấy nó cực kỳ khó giảm và nó dễ tăng. Điều đó chứng tỏ các bạn mua đúng. Và các bạn có sự so sánh, ví dụ như cái cổ phiếu này thỏa cái điều như tôi nói vậy đó, đồng thời các bạn thấy đó, cái rủi ro nó thấp. Thì cho dù các bạn hoạt động đầu cơ hay đầu tư gì đó, cái bước 1, bước 2 mà các bạn mua ở cái vùng 1080 này này, các bạn mua vào các bạn thấy rủi ro nó cực thấp. Và trong đầu tư là các bạn biết nó có giới hạn, giá cổ phiếu nó có một cái giới hạn nào đó. Từ cái điểm bạn mua đến cái điểm giới hạn đó, đó là rủi ro thấp. Và chẳng may mà giá cổ phiếu nó biến động từ cái điểm bạn mua đến cái điểm mà thấp nhất giới hạn của nó, thì các bạn sẽ có chiến lược, có chiến thuật, có phương pháp, có bộ quy tắc để các bạn hoàn thành cái nhiệm vụ đó, nắm giữ cổ phiếu với cái lượng cổ phiếu cao nhất, giá thấp nhất, và cho một cái đợt tăng giá mới. Như vậy thì các bạn sẽ nắm được toàn bộ cái thành phần điều kiện, đó là rủi ro thấp, lợi nhuận cao. Còn trong hoạt động đầu tư đó, trong hoạt động đầu tư đó, giả sử như VN Index nó chuyển từ 1001 chẳng hạn, mà nó biến động về 1030 hay 1000 chẳng hạn, nó biến động về đó chẳng hạn, thì trong hoạt động đầu tư đó là cơ hội để có được những cái lúc mua tài sản giá rẻ nhất đó. Thường cái cơ hội này nó không có nhiều trong thị trường, cơ hội nó rất hiếm. Thì nó xảy ra những cái cơ hội như thế này là chúng ta phải tập trung nguồn lực vào để mua tài sản giá rẻ nhất. Đó. Và chỉ có thị trường chứng khoán nó mới tạo ra cái giá tài sản như vậy. Còn ngoài ra những cái thị trường khác rất là khó. Đó. Nó hơn thua đó. Cái con người đầu tư của các bạn du nhập vào lần lần cái năng lực đầu tư. Mình nói tới cái chuyện là ở trong cuốn sách tầm soát cổ phiếu các bạn, giống như người đầu tư là có một cái các bạn là một cái cây, rồi cái cây đó vững, nó phải có một cái bộ rễ vững, một cái gốc vững, có cái gốc đó không mối mọt, không sâu ha, cái gốc đó là nó phần thịt hết, nó rắn chắc. Thì như thế thì lúc đó các bạn sẽ trở thành một người có năng lực cao, và các bạn sẽ chống chọi được với những cái khắc nghiệt của thời tiết. Cái nền móng của các bạn là có một cái bộ rễ tốt, các bạn bám trên mặt trái đất. Thì cái sách tầm soát cổ phiếu nó bao gồm, nó xây dựng từ cái nội tại con người của các bạn. Nội tại con người của các bạn. Đặt mình trong cái bối cảnh có đầy đủ yếu tố của một nhà đầu tư. Ví dụ như sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu, đó, cách thức thực hiện, bộ quy tắc đầu tư, bộ quy tắc đầu cơ, bộ quy tắc sử dụng margin. Rồi phải hiểu rõ về những cái thuyết về dòng tiền, cái biến động của dòng tiền. Và chúng ta thấy cái sự kiện trọng yếu nó tác động lên tâm lý nhà đầu tư, hay là nó tác động một cách thực chất lên nhóm ngành, nhóm cổ phiếu, và nó biến thành biến động dòng tiền. Và VN Index chân lý của nó là nó thể hiện tương lai của nó. Mà tương lai thì nó bị tác động bởi những cái gì mà nó ảnh hưởng tới thị trường. Ví dụ sự kiện trọng yếu kinh tế vĩ mô hay cái gì đó, nó tác động đến tương lai của nó. Và từ đó chúng ta xây dựng một con người của mình thành một cái bộ khung đầu tư hoàn chỉnh.